kinh doanh bánh mì với mở tiệm vàng, cái nào lợi nhuận nhiều hơn? Các bạn có tin là hai vợ chồng mình có thể xin được nhẫn cưới không anh em? Vào năm 2014, mình và vợ mình đang yêu nhau nhưng bắt đầu khởi nghiệp với mô hình kinh doanh bánh mì. Khởi nghiệp được 3 tháng thì hai vợ chồng mình quyết định cưới. Lúc này đang còn nghèo anh em ạ. Rồi tới ngày đi mua nhẫn cưới không có tiền mà bên vợ mình lại có một bà bác bán vàng. Thế là vợ mình sang đó mới bảo: "Bác ơi, làm cho con hai cái nhẫn cưới càng nhỏ càng tốt." Các bạn biết vì sao không? Vì không có tiền đó. Thế là thấy bọn mình kinh doanh bánh mì nghèo quá, bác mới tặng luôn cho đôi nhẫn cưới. Thấy một người bác tuyệt vời không anh em? Mình nhớ cặp nhẫn cưới của mình nó chỉ giá khoảng 2 triệu, nhưng thời đó là to rồi anh em ơi. Mình nhớ bác mình có nói: "Đi mua nhẫn cưới gì mà chọn nhẫn cưới loại nhỏ nhất." Thế là bác đã cười và bác tặng luôn cho cặp nhẫn cưới anh em ạ. Và bác quay qua bác hỏi: "Hai cháu đang làm nghề gì?" Hai vợ chồng mình mới nói thật: "Hai cháu là đang kinh doanh bánh mì ở một xe đẩy bánh mì nho nhỏ bán ở vỉa hè." Thế bác mới hỏi: "Tại sao bao nhiêu công việc mày không lựa chọn mà lại đi chọn kinh doanh bánh mì làm gì cho vất vả?" Lúc này mình cũng thấy vất vả thật anh em ạ. Bán hàng ngồi ngoài vỉa hè, nóng từ sáng tới tối, cái nồi nướng thịt bên mình nữa, hôi ướt áo. Nhưng mình có một mục tiêu cực kỳ lớn, không phải mở một điểm bán bánh mì mà xây nó thành một hệ thống kinh doanh bánh mì hàng trăm điểm. Lúc đó mình chỉ nghĩ ở trong đầu thôi và không dám nói cho bác biết. Rồi 5 tháng cũng qua đi, hai vợ chồng mình cũng kiếm được tiền từ bánh mì. Sau 5 năm kinh doanh, mình đã mua được nhà, mua được xe ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua video này có gửi một lời cảm ơn bác đã tặng cho cặp nhẫn cưới và những câu nói động viên để tạo động lực cho cháu tiến về phía trước. Anh em ơi, kinh doanh lớn hay nhỏ ban đầu không quan trọng, quan trọng là 5 năm nữa anh em muốn trở thành ai, 10 năm nữa anh em muốn trở thành ai. Duy đang mong muốn hướng dẫn cho 1000 anh chị trên đất nước Việt Nam này khởi nghiệp với mô hình bánh mì. Được 500 anh chị rồi ạ, được 1/2 chặng đường rồi. Anh chị nào đang mong muốn kiếm tiền từ mô hình kinh doanh bánh mì giống như Duy, ngại ngần hãy liên hệ với em nhé.